trận đấu của Đỗ Hữu Tuấn Việt Nam chúng ta thi đấu với vận động viên Kazakhstan này các bạn này. Vận động viên thứ hai của Việt Nam chúng ta thi đấu trong buổi sáng ngày hôm nay trên màn hình các bạn. Đỗ Hữu Tuấn tới từ Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội đây các bạn ạ. Nhà vô địch Đông Nam Á tháng 12 năm 2023 tại Phnom Penh, Campuchia đang gặp một đối thủ rất nặng ký tới từ Kazakhstan. Ủa, ăn quả quấn rồi, Tuấn đang bị ăn quả quấn bó dưới rồi. Đang bị quả bó dưới này, rất hiểm hóc các bạn ạ. Thật sự rơi vào quả bó dưới này thì quá là hiểm hóc luôn. Hết điểm luôn các bạn. Quá hiểm hóc. Thật sự rơi vào cái đòn bó dưới này thì quá là hiểm hóc luôn. Như vậy là Đỗ Hữu Tuấn của Việt Nam chúng ta đã không thể chống được cái đòn đánh vừa rồi của vận động viên tới từ Kazakhstan. Chúng ta theo dõi trận đấu của Đỗ Hữu Tuấn đây các bạn ơi. Trên màn hình các bạn là trận đấu của Đỗ Hữu Tuấn gặp vận động viên tới từ Nhật Bản. Đỗ Hữu Tuấn đang thi đấu ở thảm C rất xa chúng tôi. Chúng tôi không kịp chạy lại vị trí của Đỗ Hữu Tuấn. Nhưng mà chúng tôi có thể zoom gần như này các bạn vẫn xem được bình thường. Bói cá vật mồi của Đỗ Hữu Tuấn đây các bạn ơi. Bói cá vật mồi của Đỗ Hữu Tuấn. Đỗ Hữu Tuấn trận này dường như đang phục thù lại cái trận đấu buổi sáng ngày hôm nay. Thi đấu thật sự không được ấn tượng cho lắm. Trận này thì Đỗ Hữu Tuấn đang chống trả rất quyết liệt. Và vừa rồi là đòn bói cá vật mồi rất hay của Đỗ Hữu Tuấn. Và bây giờ Đỗ Hữu Tuấn đang chống quấn này. Rất xuất sắc. Một pha chống quấn rất xuất sắc của Đỗ Hữu Tuấn. Điểm số Challenger. Việt Nam xanh còn Nhật Bản là đỏ. Rồi các bạn. Di chuyển máy quay như này cho các bạn xem nhau rõ hai đều rồi các bạn nhá. Trận thi đấu vật tự do nam hạng cân 70kg giữa Đỗ Hữu Tuấn của Việt Nam trang phục xanh gặp vận động viên tới từ Nhật Bản. Ogino tới từ Nhật Bản đang thi đấu với Đỗ Hữu Tuấn của Việt Nam chúng ta này. Điểm số đang là 2 đều. Trận này vừa rồi Đỗ Hữu Tuấn có cái đòn bói cá vật mồi quá hay các bạn ạ. Còn đòn đánh mà chúng tôi đặt tên cho cái đòn đánh khi nhắc đến thần sấm Nguyễn Xuân Định. Phù Đồng Gia Lâm nổi tiếng với đòn bói cá vật mồi. Bói cá vật mồi là do chính tôi đặt tên cho cái đòn đánh mà vừa rồi Đỗ Hữu Tuấn thực hiện với vận động viên Ogino tới từ Nhật Bản các bạn nhé. Trận đấu này Đỗ Hữu Tuấn chơi hay hơn rất nhiều so với trận đấu gặp Kazakhstan sáng ngày hôm nay. Ra đòn hay và hóa giải đòn cũng tuyệt vời. 4-2 cho Nhật Bản rồi các bạn ơi. Hy vọng Đỗ Hữu Tuấn sẽ thi đấu tỉnh táo chắc chắn và ra đòn quyết định để lật ngược tình thế trong trận đấu này. Ôi giời, thôi xong rồi. Chống bò. Trận này thì Đỗ Tuấn chống bò khá tốt đấy các bạn ạ.
Điểm số 8-2 cho Nhật Bản rồi. Quá đẳng cấp, đúng là như vậy, khán giả hạnh mày mày. Chuyển mình các bạn, Đỗ Hữu Tuấn và trọng tài Khang tới từ Từ Liêm Hà Nội. Huấn luyện viên Khang tới từ Từ Liêm Hà Nội. Chuyển mình các bạn nhìn mặc áo xanh, đeo thẻ là huấn luyện viên Khang tới từ Từ Liêm Hà Nội, đang là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đỗ Hữu Tuấn thì tới từ Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội. Còn đây vận động viên Ogino tới từ Nhật Bản. Điểm số thì đang là 8-2 nghiêng về Ogino, Nhật Bản. Ogino S, Đỗ Hữu Tuấn Việt Nam 2. Trận này thì theo như quan sát của chúng tôi thì Đỗ Hữu Tuấn chơi hay hơn trận buổi sáng ngày hôm nay gặp Kazakhstan. Thi đấu song phẳng 12 rồi, sang sau thêm 2 điểm cho Nhật rồi. Cuốn nữa là 12-2 là kết thúc rồi các bạn. Nhưng dù sao thì trận đấu này Đỗ Hữu Tuấn cũng đã thể hiện được khả năng của mình bằng đòn bói cá vật mồi và những tình huống hóa giải trong cuốn. Ở trận đấu trước đó thì Đỗ Tuấn dường như đã bị đau chân sau những đòn bó cuốn của vận động viên Kazakhstan, và đôi chân vẫn còn tập tễnh nhé. Không vấn đề gì Tuấn ơi, cố gắng tiếp. 65 kg weight.